gia đình sẽ cùng mang đến để cùng chúc mừng hạnh phúc cho đôi ngương. Và thưa quý vị, trước khi đến với những lời ca tiếng hát của quý vị quan khách, cho phép Việt Nguyễn xin được mời toàn thể chúng ta sẽ cùng hướng tầm mắt của mình về phía bên trên sân khấu để cùng đến với một tiết mục biểu diễn đặc biệt được thực hiện bởi anh em ban nhạc Thiên Phú, và với đó là sự hỗ trợ của một tay trống rất là nổi tiếng, một tay trống vừa tham dự chương trình Người Bí Ẩn của Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh. Xin quý vị cùng chào đón anh em ban nhạc Thiên Phú với tay trống Cừ Khôi Thiên Tài. Xin được cảm ơn phần biểu diễn của thầy trong anh em ban nhạc Thiên Phú, và cảm ơn sự im lặng của quý vị. Và quý vị ơi, dành cho anh em ban nhạc chúng tôi thêm một tràng vỗ tay để uốn sung hơn nữa được không ạ? Cảm ơn rất nhiều. Và thưa quý vị thì để mở đầu chương trình cũng xin được góp vui một ca khúc với những giai điệu nhẹ nhàng thôi. Hồi nãy có trời mưa lầm rầm đúng không quý vị? Nên xin được gửi tặng tất cả quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, ca khúc Chờ Đông. Và hy vọng rằng sau ca khúc này sẽ đến với những tình cảm của quý vị, đặc biệt là đến với tình cảm của Má Bảy. Đó, Má Bảy chuẩn bị ca khúc để cùng gửi tặng cho hai cháu nha Má Bảy. Và xin mời tất cả quý vị cùng đến với ca khúc Chờ Đông ạ.